Kính chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin trưa hôm nay với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết. Cây xanh tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1 bật gốc đổ xuống đường, đè trúng 3 người đi xe máy. Trong đó, một phụ nữ bị gãy nhiều xương sườn. Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 30 phút chiều 7 tháng 10. Cây xanh tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1 bật gốc đổ xuống đường trong cơn mưa dông, đè trúng 3 người đi xe máy. Người dân đã liên hệ đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, hai vợ chồng anh M, 47 tuổi và chị C, 45 tuổi bị đa chấn thương. Trong đó, bệnh nhân C bị gãy xương sườn, tay và hông lưng bị bầm tím, theo dõi xuất huyết nội, theo dõi dập rách nhu mô gan. Rạng sáng nay, chị C được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, gãy xương sườn từ số 4 đến 12 bên trái, tràn dịch màng phổi ít. Bệnh nhân đang điều trị tại khoa ngoại lồng ngực mạch máu. Bé Y, 6 tuổi, bị đa chấn thương, bầm vùng ngực, cũng được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 vào tối qua. Đến hiện tại, các nạn nhân đang được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị. Gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều sự cố liên quan cây xanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 9, một phụ nữ đang trên đường đi đón con, bị nhánh cây rơi từ độ cao gần 20m đè trúng tử vong. Trước đó, ngày 9 tháng 8, cây xanh cao 25m gãy nhánh rơi trúng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương ở công viên Tao Đàn, quận 1. Chiều 7 tháng 10, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã liên hệ với các bên liên quan của tỉnh Sóc Trăng để tìm hiểu về thông tin cử đoàn đi học tập kinh nghiệm xổ số tại nước ngoài. Theo đó, dư luận hiện đang xôn xao về việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số Kiến thiết Sóc Trăng tổ chức 2 đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm xổ số tại nước ngoài, một số nước châu Âu và châu Á. Liên quan đến vụ việc, thông tin từ công ty xổ số Kiến thiết Sóc Trăng cho biết kế hoạch tổ chức cử đoàn đi học tập kinh nghiệm xổ số tại nước ngoài đã được công ty chuẩn bị xây dựng từ năm 2023. Mục đích của chuyến công tác là học tập kinh nghiệm chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xổ số của nước ngoài. Từ đó, tiếp thu có chọn lọc, ứng dụng phù hợp vào hoạt động kinh doanh xổ số Kiến thiết truyền thống, tiến tới cắt giảm chi phí và phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong nước. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định về việc cử 2 đoàn, gồm 14 người đi học tập kinh nghiệm mô hình phát triển xổ số tại nước ngoài. Đoàn 1 đi các nước châu Âu, Hà Lan, Đức, Pháp, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Hiện đoàn công tác số 1 đã đi và đang trên đường trở về nước. Đoàn thứ 2 đi các nước châu Á, Malaysia và Singapore, dự kiến xuất phát từ ngày 22 tháng 10 đến 28 tháng 10. Theo kế hoạch, thành phần đoàn đi học tập kinh nghiệm gồm thành viên hội đồng giám sát xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo chủ chốt công ty xổ số Kiến thiết Sóc Trăng. Kinh phí của chuyến đi này được hạch toán vào nguồn hoạt động kinh doanh của công ty xổ số Kiến thiết Sóc Trăng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xổ số Kiến thiết Sóc Trăng cho biết toàn bộ kế hoạch của chuyến công tác đều được thẩm tra và trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Liên quan đến kinh phí cũng đã được Sở Tài chính thẩm định theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, kế hoạch của chuyến công tác nước ngoài cũng đã được thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét thống nhất thông qua. Ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1114 trên QĐTTG về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Quyết định nêu rõ, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kể từ ngày công bố quyết định số 1711QĐ trên Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, trong các ngày 28 và 29 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 46, trong đó xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng,
pháp luật của nhà nước trong một số dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh Bắc Giang đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chịu trách nhiệm về các vi phạm trên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Lê Ánh Dương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8 tháng 10, Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng hanh với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Sáng sớm 8 tháng 10, theo ứng dụng PAM-E, mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, do Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ DNL quản lý, cùng với gió đông bắc, sương mù khiến độ ẩm cao, chất lượng không khí nhiều khu vực của thủ đô Hà Nội tiếp tục ở mức có hại cho sức khỏe và không tốt cho nhóm nhạy cảm. Kết quả đo của ứng dụng này cho thấy Hà Nội có 2 điểm màu đỏ, chỉ số ô nhiễm không khí từ 154 đến 158, mức có hại cho sức khỏe. Cụ thể các điểm đo tại cụm chung cư Văn phòng Quốc hội, quận Nam Từ Liêm, chỉ số ô nhiễm không khí ở mức 158, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh là 154. Ngoài ra, Hà Nội còn có 4 điểm màu nâu, chỉ số ô nhiễm không khí từ 105 đến 140, mức không tốt cho nhóm nhạy cảm. Điển hình các điểm đo tại Chùa Láng, quận Đống Đa, chỉ số ô nhiễm không khí ở mức 129, Đội Cấn, quận Ba Đình là 140. Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra. Trong khi đó, ngày 8 tháng 10, khu vực từ Nam Hà tỉnh đến Bình Định có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, trong sáng 8 tháng 10, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị có mưa với lượng phổ biến như Hà Tĩnh từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Tại các tỉnh trên có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình, Do Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Quảng Trị. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Để có biện pháp phòng tránh, ứng phó, các chuyên gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn. Trên biển, ngày và đêm 8 tháng 10, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Ngoài ra, từ chiều 8 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-3 mét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết các khu vực ngày 8 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng,
gió đông bắc cấp 2 đến 3. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 29 đến 32 độ C, phía nam 26 đến 29 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, phía nam có nơi trên 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Vàng thế giới vẫn giảm nhưng vàng SJC bật tăng mạnh. Vàng nhẫn 4 số 9 vẫn neo ở mức đỉnh lịch sử. Khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng 1 triệu đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm qua. Theo đó, công ty SJC, VNG, công ty Bảo Tín Minh Châu và tập đoàn Doji cùng niêm yết ở mức 83 triệu đồng một lượng mua vào và 85 triệu đồng một lượng bán ra. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank cũng tăng lên 85 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 sáng nay vẫn neo ở mức giá đỉnh lịch sử vừa lập cuối tuần trước. Cụ thể, công ty SJC vẫn giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 82 triệu đồng một lượng chiều mua và 83,3 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty BNG báo giá ở mức 82,6 triệu đồng một lượng mua vào và 83,4 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 82,68 triệu đồng một lượng mua vào và 83,58 triệu đồng một lượng. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 7 tháng 10 xuống còn 2.642,1 đô la Mỹ một ounce, giảm 11,2 đô la Mỹ so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 8 tháng 10 giờ Việt Nam lên 2.644,7 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 79,8 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,2 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 3,78 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới vẫn còn giảm vì đồng đô la Mỹ tăng giá. Đây là lực cản lớn trong ngắn hạn của kim loại quý này. Hiện thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, và dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất của Mỹ. Các nhà phân tích thị trường của Kinesis Money nhận định, dữ liệu tiêu dùng tuần này có thể giúp giới đầu tư phần nào dự đoán được bước đi tiếp theo của Fed. Tuy nhiên, các chuyên gia này nhận định, kết quả sẽ không có bất ngờ nào vì thị trường hiện đang gần như chắc chắn khả năng Fed sẽ xem xét việc cắt giảm lãi suất chỉ 0,25 điểm phần trăm.